Hôm nay 27 tháng 11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Bình Tân tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến hai người tử vong tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân. Trước đó vào khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà tại ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh xảy ra cháy dữ dội nên đã gọi lực lượng địa phương, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ dập lửa. Tiếp cận đám cháy, lực lượng đã tổ chức cứu người bị nạn, nhưng do đám cháy quá lớn cộng với nhiều tiếng nổ ra phát ra từ bên trong căn nhà nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Căn nhà trên là của ông Phan Văn Tới, sinh năm 1984. Thời điểm xảy ra cháy, vợ ông Tới cùng một người con trai và một người cháu ngủ ở dưới nhà nên khi phát hiện cháy đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn. Riêng ông Tới cùng một người con trai 12 tuổi ngủ trên lầu nên đã bị tử vong tại hiện trường.